Xin chào các game thủ của Liên Quân Mobile. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quay khoảnh khắc xuất thần mà có được cái cam như thế này. Đây, có cái cam ở trên màn hình này. Rồi. Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu test thử một ván game. Nào, mình sẽ chơi một ván game solo đi. Chơi một ván game solo à, trước thì mình phải thưởng đã, nhận thưởng. Mình vừa mới bắt đầu chơi lại Liên Quân đấy, bây giờ chúng ta sẽ ấn vào bí thường. Và à không, à đúng rồi, chúng ta sẽ đấu solo đi, một một. Bắt đầu đây, mình sẽ xem mình sẽ chơi một con tướng nào có thể solo thắng đây. Guido à? Chơi zone đi. Mình sẽ chơi chí mạng cao nhất. Ok. Đấy, đánh Florentino. Biết tình hình nè. Nhưng mà sẽ là quan trọng nhất là khi chúng ta quay khoảnh khắc xuất thần, nó sẽ có ở cái cam này luôn. Thì tí nữa sẽ ăn. Đây, mình sẽ để dịch xuống đây đi. Tí nữa khoảnh khắc xuất thuần, nếu mà mình chơi thành công thì cái gì đấy ông bạn, cái gì thế? Cái gì thế nào, đứng nhìn bắn nhau luôn. Tí nữa phải giết được một mạng thì bắt đầu mới có khoảnh khắc xuất thần cho anh em xem. Thích ở trong bụi à? Thích ở trong bụi. Hay chưa? Tí nữa sẽ có khoảnh khắc xuất thần cho các anh em xem đấy. Và sẽ có cam ở trên màn hình luôn. Ở trong video khoảnh khắc xuất thần luôn. Tí nữa lên một cái cung tà ma phát là Floren méo mặt luôn. Méo mặt luôn. Méo mặt luôn đi. Bắt đầu xanh rồi đấy. Bắt đầu. Ui ôi. Xem Florian lên cái gì. À, lên thủ.
Làm sao? Làm con trụ rồi đã. Có cảnh sát xuất thần rồi. Đi về chơi đã. Chơi thử. Nào. Về đây đánh nhau phát nữa xem nào. Ồ, khỏe thế. Không ổn rồi. Chết đấy. Hay. Hay lắm. Ulti vẫn chết luôn này. Lên xong phiến giáp rồi đã. Ở đây đã lên cái cung tà ma này đánh nhau. Kéo bây giờ mình vẫn chưa solo lại được đâu. Không solo lại được nhỉ. The sun shall rise again. Mình thua nhiều vàng quá. Mình đẹp đã. Chắc phải lên xong cung tà ma đánh nhau mới lại được. Trở lên xong cung tà ma đã. Chất tướng của mình thắng mà. Nào, làm sao? Khỏe thế nhở? Thôi chết thù luôn rồi. Không được rồi. Khỏe lắm. À, lão này không muốn thắng. Ui ui ui, hay lắm. Thế mình sẽ giành chiến thắng con này. Xong. Xong cung tà ma rồi. Mình sẽ làm một cái thủ đi. Nào. Thôi, mình thắng luôn đây. 16 giây à? 1 giây. Thôi, thắng luôn đi. Để kiếm cái ấy đã. À, thắng luôn nhờ lão cay. Hai. Và sau đây thì chúng ta sẽ có cảnh sát tiếp thần Lưu ở đây. Ngon. Tiếp tục. Đây nha. Tiếp tục này. Tiếp tục đã giành chiến thắng. Khởi tạo này. Và bây giờ là chúng ta sẽ xem khoảnh khắc xuất thần luôn. Đây. Đấy. Giờ mình ít cái ca này đi nhé là xong. Đấy. Các bạn thấy đang thấy cái mặt của mình đấy chưa? Thấy không?
Đấy, kiểm soát xuất thần sẽ có ở mặt ấy luôn. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt để quay được khoảnh khắc xuất thần. Các bạn sẽ vào mục cài đặt, ấn vào quay tự do và khoảnh khắc xuất thần này. Thì các bạn sẽ ấn vào quay HD để chất lượng hình ảnh nó nét, và mở khóa quay khoảnh khắc. Đấy, ok. Các bạn xem video có gì không hiểu thì cứ bình luận ở bên dưới thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể. Rồi, xin chào.